Mình chào tất cả các bạn đã quay lại video của mình nha. Hôm nay mình mời các bạn theo dõi mình làm món vịt nấu cà ri nha các bạn. Vịt mình cũng đã làm sẵn rồi các bạn. Phay môn mình cũng đã sắt sẵn luôn rồi đây. Đây, vịt cũng đã chặt xong rồi đây. Bây giờ mình đi ướp vịt các bạn. Vịt mình cũng đã ướp xong. Giờ mình đi để cho nó thấm gia vị các bạn. Bây giờ mình đi xào phay môn với khoai lang, để một chút mình để vô cà ri nó mới ngon các bạn. Vịt sớm mình đã ướp, giờ mình thấm rồi các bạn. Bây giờ tới công đoạn chuẩn bị mình đi xào vịt các bạn. Sả, củ ghiền, tỏi mình cũng đã phi vàng các bạn. Bây giờ mình để vịt vô. Mình xào lên cho đều cho thấm gia vị các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn share video mình. Nếu thấy video này hay, hãy nhớ ủng hộ cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu có gì thiếu sót, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Vịt nấu cà ri mình cũng đã nấu xong rồi các bạn. Wow, các bạn thấy nó ngon. Mình xin kết thúc video đây các bạn. Mình hẹn gặp lại các bạn những video sau mình nhé. Tạm biệt các bạn.